Kính thưa quý vị, hoàng tử William gặp gỡ đội tuyển bóng đá nữ vô địch thế giới của Anh Quốc. Tin từ London, Anh Quốc. Đội tuyển bóng đá nữ của Anh Quốc đã có một buổi chào đón từ hoàng gia Anh sau khi đạt vị trí thứ 3 trong giải bóng đá World Cup cho phụ nữ gần đây. Hoàng tử William đã gửi lời mời đến tuyển bóng đá nữ để tham dự một buổi hỏi thăm tại cung điện Kensington Palace ở London vào ngày thứ Năm, hôm nay ngày 3 tháng 7. Đội tuyển nữ của Anh đã đánh bại một cách vinh quang đội tuyển Đức với tỷ số là 1-0 tại Edmonton, Canada vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 7 để đoạt được vị trí thứ 3 trong giải đấu. Trong khi đó, người đoạt vị trí quán quân trong giải vô địch thế giới bóng đá nữ này chính là Hoa Kỳ. Đây là thành quả tốt nhất của Anh Quốc tại giải World Cup kể từ khi đội bóng nam của Anh Quốc thắng giải này trên sân nhà vào năm 1966, đánh bại West Germany trong trận chung kết tại Wembley. Đội tuyển nam cũng đã đạt vị trí thứ 4 trong giải World Cup năm 1990 tại nước Ý. Tuy nhiên, điều ai ít biết được, hoàng tử William chính là chủ tịch của Liên hiệp bóng đá Anh Quốc, The English Football Association.